chào quý vị và các bạn. Thời tiết ở các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên đang rất là thuận lợi cho mọi lịch trình du lịch bởi trời ít mưa và có nắng. Ngày mai thì ở Trung Bộ chỉ còn một vài nơi còn có mưa rào nhẹ, còn ở Thanh Hóa thì trời có nắng và cũng ấm áp, 24 độ C. Từ Vinh trở vào đến Đồng Hới là lạnh, 20 đến 23 độ C. Còn từ Đông Hà trở vào đến Nha Trang, mát mẻ, 26 đến 28 độ C. Chỉ riêng Phan Thiết là trời có nắng nhiều và hơi nóng, 31 độ C. Với các thành phố ở khu vực Tây Nguyên, trời cũng nắng nhiều, nhưng mà nhờ lợi thế địa hình cao, thế nên không nơi nào vượt quá 26 độ C. Thừa Thiên Huế ngày mai dự báo là vẫn sẽ có mưa rào nhẹ xảy ra bất chợt ở trong ngày. Đến 2 ngày cuối tuần thì trời chuyển nhiều mây. Sau đó đến 2 ngày đầu tuần sau thì trời lại chuyển mưa. Mưa 2 ngày rồi lại hết hẳn. Về nhiệt độ thì cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 26 cho đến 29 độ C. Nếu quý vị là người yêu thích sự lãng mạn và muốn có thêm trải nghiệm khác lạ thì có thể ghé thăm Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã vào mùa đông này. Bạn đừng quên mang theo áo ấm, khăn choàng cổ và áo khoác chống thấm để tránh bị lạnh làm ảnh hưởng đến chuyến đi. Phố núi Gia Lai 7 ngày tới đây, thời tiết rất đẹp, hầu như là ngày nào thì cũng có nắng từ sáng cho đến tận cuối chiều. Nhiệt độ rất vừa phải, cao nhất là từ 25 cho đến 28 độ C. Tuy nhiên về đêm và sáng thì lại khá rét khi mức nhiệt thấp nhất chỉ 17 cho đến 19 độ C. Và mùa này ở Gia Lai, sắc vàng của hoa dã kiwi xen kẽ với màu xanh của nương rẫy tạo nên vẻ đẹp đầy cuốn hút cho những vùng cao nguyên hấp dẫn du khách gần xa. Thủ đô Hà Nội thì đang trong đợt rét đầu đông, gió thổi lành lạnh kèm theo những khoảng nắng yếu. Về nhiệt độ, từ giờ cho đến cuối tuần, cao nhất trong ngày 25 cho đến 27 độ C. Sang tuần thì khả năng lại có thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường nữa. Đợt đầu thì sẽ vào đầu tuần. Và đợt thứ hai thì dự báo là sẽ vào giữa tuần. Lúc ấy thì nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ còn là từ 23 đến 26 độ C. Sáng và đêm trời rét 16 đến 20 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, 2 ngày tới thời tiết đẹp, trời không mưa. Còn 5 ngày sau đó thì trời chủ đạo vẫn là nắng. Tuy nhiên là về chiều tối thì khả năng sẽ có mưa rào nhẹ và rất nhanh thôi. Nhiệt độ trong cả 7 ngày tới thì dao động trong khoảng 31 cho đến 33 độ C. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.